Về Bến Tre bán dừa anh Hồng ơi. Gì Bến Tre mà ra được có sáu sáu quả dừa vậy? Để em chặt dừa ba nhát rồi đi 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 bán dừa được không nha Hai nhé rồi đó. anh? Ba nhát rồi đó, chặt sợ sợ nó bể à. Trời ơi, ngon vậy Rồi ta. đây mời anh Út trước đi. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Rồi, Hello, anh Hồng chào sao? anh Út nha. Bữa nay anh Út qua tham quan chơi và giao lưu bo siêu bông Bình Lợi với anh Hảo ở vườn Mai Lộc Tài anh chị ơi. Đúng rồi, hôm nay mình tới mình giao lưu. Bây giờ tự cho cái mic cho. Rồi, Nói không ai nghe. Nè. Rồi, cho cái mic. hôm nay mình tới vườn mai của Lộc Tài, anh Hảo, mình giao lưu giống mai siêu bông Bình Lợi. Mình ghép hai cây Đây mai chặt vàng. mời anh Hồng uống nước, Rồi, chặt cảm ơn dừa anh về đi đó, bán cảm ơn dừa anh được rồi đó. ha. Chưa gì là Bán có được một trái dừa uống rồi dừa. nè đó, thấy không? Chưa gì mình được trái dừa mình uống rồi, mà uống xong cái mình đi ha giao lưu Không, bây giờ mình vừa ấy mình vừa cầm mình đi ra cũng được mà. Dạ. Ừ, mình đi Đi giờ cầm tham quan cái vườn này với vô gì cầm anh. đây lên em luôn, cầm đây luôn. Nói chung Ê, sao mình cắt bỏ được. uống quét khó luyện gì. Rồi, Rồi. rồi đó thì Để bây giờ mình đi. mình Lấy bịch ấy. không anh? Ủa? Lấy bịch lấy chai giờ anh đâu? Ông là cắt đi, À, lấy cắt đi chai, chứ. lấy chai nước mía với Để lấy anh chút bịch vô lên đi, chị, chút 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 bịch lấy vô bịch. đi ấy. Đâu có coi cái cây này trước là À, cây này bữa hổm là người ta bỏ đó rồi, em về em cứu lại, hôm nay nó sống rồi nè đẹp tuyệt vời này, mà nếu mà ghép luôn siêu bông Bình Lợi nữa hoặc siêu bông Sài Gòn là khỏi chê, này là Dạ. đúng bài luôn á, này là đúng nghệ thuật á. Em tính chơi ghim khúc, chơi ghép khúc Không thì mà anh sợ ghép đó, vậy để coi nó mạnh ở em này có ghép ghép luôn. mà nè, Ghép siêu bông Bình Lợi anh. mà sợ nó riêng nó hút á, nếu mà tôi quý mạnh quá nó sợ nó hút Gút bên này ngoài không á. nổi phải không? Sợ Tại nó không nổi. này đang yếu em mới ghép siêu bông Bình Lợi vô Đó đó. thì bởi sợ nó họ không nổi, mình ghép rồi ghép hết cái mình ghép gì, nếu cái này nó mạnh quá nó rút hết này là sao, này sợ nó không Rồi vậy nổi. là em ghép hết luôn. Ghép hết đi, ghép hết đi, cái chơi hà chơi riêng riêng Nhắn hết luôn. nhắn này vô một chút À, anh, nhắn nhắn bên này, kia vô một chút. nhắn này vô đây chút xíu nè, ghép nó đẹp luôn nè, tới đây tới mắt ngay đây. Này này giật đây đúng À, không? giật rồi giật nè, Đây. đây đây vô đây chút xíu nè, Rồi. tới ngay. Từ đây là chừng 3 phân là rất là đẹp, với đường cái chiều dài Rồi lâu dài nữa, lâu sống lâu lắm. được nghệ nhân Đó nè, tới qua. đây nữa nè, thấy không? Từ mình Dạ. cắt tới đây cái này như trên đây là cao nè, Dạ. mình phải giật xuống đây, thấy không? Cứ Coi để vậy như nè, đó, phải giật xuống đây nè, nó vừa đẹp và vừa thiệt thẩm mỹ nữa. nó sát vô thì nữa đi, coi lắc nó đẹp À, hơn nè nè như vậy nè, ha. thấy không? Mình dứt về nè, đó, tới đây đây Nghe quá không? không vậy nó mới đẹp. Nếu mà dài quá nữa mình sao mình đi co lắc mình Nó bị sửa được đơ. đơn nữa, hiểu chưa? Ví dụ như hai nhánh này nè, giờ mình nếu mà không ấy là mình bỏ Bỏ luôn một nhánh nhánh luôn cũng luôn, được phải mình không? lấy nhánh đây nó hay hơn. Như mình đúc đây nè, ví dụ mình đúc ở đây mình bẻ qua đây hai nhánh rồi mình bẻ đây thì Vậy rất là là phải đẹp. dài luôn phải không? Cái này nó mà vậy là nó phải À đúng dài. rồi, tại cái này nó nghệ thuật. Ví dụ như mình không cần á thì mình cắt luôn tới đây cũng được nè, tới đây là đúng cái con lắc thì nó đẹp hơn, nó nghe đây vậy nó khỏi phụ đầu lâu thì nó lâu rất là hay. lâu lâu vườn Tới đây Lộc là rất Tài là em hay được luôn. anh Út nghệ nhân qua truyền đạt Còn mấy cái giống truyền khác nữa cảm không? hứng cho em Thì Út ví nó dụ học như hỏi nhánh ha. này thì mình cắt thì mình giật tới đây nè, sát tới đây nó rất là đẹp. Cái để dài rồi nữa đóng nó xấu lắm. Mấy cây này càng cục càng đẹp. Đó, Còn mình mấy phải nhánh bỏ. này Thì mấy cây này mình giật chỉ vô cái ghép giật phải không? giật vô, Giật giật vô vô chút giật rồi ghép. xíu nè, như vậy là thấy không? Dài vậy nếu mà đóng vào đây xấu lắm, nhưng mà phải vô tới đây là thấy không? Giờ ngay cái ngón tay mình nè, nửa là Rồi rất là đẹp. cạnh Ở dưới dưới đây, thì mình cái giật giật vô ít ít thôi. chút chút là ghép Chút ha. chút rồi rồi là như vậy là đó là rất là đẹp. Tại cái này nó bay kiểu hình phong luôn á. Thấy không? Nó bay kiểu hình phong á, y như cái này mình sửa gió luôn cũng đẹp Này rồi, rất hồi đó là người ta sửa hay tự nhiên nó vậy? Nút chắc em không. Cái nghĩ này phải có sửa sửa đó. sửa nè, ở cái co lắc này co của người ta sửa, cái không phải là zin đó đâu. Zin như vậy là không bao giờ được. Tại cái mai nó quý không bao giờ zin mà nó lên kiểu này đâu, không có. Ông đánh giá cái này thấy sao anh Út? Cái này là rất là tuyệt phẩm á, nếu mình theo mình làm á là cây này rất là tuyệt phẩm luôn á. Đó. Không, vậy là được cây không, không, cái đó là rất là tuyệt phẩm nếu mình đúng á. Thầy nghe chứ thầy phái à. Không, không, đó. Dạ. Thì hôm nay anh Hảo anh có giao lưu cho mình cái giống siêu bông Bình Lợi này, ảnh hô Dạ. F1 phải Cái không anh? này F1, cái anh À. cho bo em đó, em ghép ra cây này mà em chuyên để cắt lấy bo ghép À ra đó. đó, thì giờ anh Hảo Này anh anh Út tỉa giùm em, sẵn tỉa tròn tròn cái tàn lại em cái luôn, tại em để em cắt ghép hổm gài nó tự lưa vậy đó. À, tại ủa sao anh không nhổ mấy cái cây này đi?
Trời ơi tiếc vợ em tiếc để ăn tiếc mì tôm không, đó. Để dụ nó rút vậy là cây nó không để, có nổi đâu anh ơi. Để nhổ bỏ anh. Trời ơi phải ba lốc ghép bao nhiêu cây? Không ghép có 2 cây à. Ghép 2 cây mình là lấy tầm khoảng bao nhiêu bo? Cỡ chừng 30 bo thôi à. Rồi anh 30 bo là được rồi. Mình nhiêu mình đồ mình giao lưu nhiêu mình nói nhiêu thôi. Tại cái này bữa hổm em trồng giống như y như thay vì trồng bồn dưới đất á mà trời ơi, cái cậu anh phải anh phải vũ ra hết. Ý y phân nó nhiều á cho nó ăn á mà. Trời không cái này bây giờ nè, anh gom vô chậu cũng lên nữa. Cái anh để cho hư cây mai mình hết, cây mai mình cây mai tiền. Dạ. Hiểu chưa? Còn cái này đâu phải tiền, cái này chỉ có ăn uống thôi. Cái này chỉ có mì tôm thôi. À, cái này ví dụ ra mình mua cũng được đó. Mang cho tấm hình cái. Để em luyện này vô mát cái. Đó. Cái bây giờ mình cứ qua đây Hảo qua đây nè. Qua đó hả? Để cái mai này. Mình cái mai tiền hồi cái mai tiền mà đây mình, rồi cái mai rồi, tiền của mình mình để vậy đâu cắt có này luôn anh Đức. À, mình phải dọn dẹp vậy nè, mình nuôi mấy sao mình nuôi bo mai nó lên rồi mình phải nuôi mấy này cái mình rồi bỏ hết mấy cái này luôn cái mình để về chợ nó rút khí thì sao cái cây nó lên nổi đó. Thì hôm nay mình tới mình giao lưu khoảng chừng 30 đầu bo mình về mình ghép 2 cây mai vàng thác đổ. Dạ. Cây bay cây đổ. Dạ. Rồi anh Út ghép rồi trải nghiệm rồi anh Út đánh giá dùm à. Cái giống siêu bông mình lại giúp em ha. Em à. Thấy nó mạnh lắm rồi đó. Thì tại vì mình cũng nghe thôi, tại vì đó nhưng giờ mình chỉ có làm... cái là em thì vườn em nhỏ đó thành ra em nói nhiều khi anh chị em không tin rồi nhiều khi la em nói bậy bạ nữa. À, nên đó, anh Út sẵn anh Út ghép đánh giá dùm em coi là à, cái mức độ mạnh của nó làm sao. Với lại chút em chỉ anh Út coi mấy cây mà yếu mà dạng như nó bị không lên tược đó em rồi. đóng bo vô em thấy nó mạnh hơn cúc thọ hương rồi đó giờ dạ. mình cắt nha dạ dạ rồi nè giờ mình cắt ra ăn kiêng à dài chừng mình đủ thôi nói chung là mình đốt thấy cái bo này từ để quay cái bo cho mừng nha à. Bo cỡ này ghép vừa ha trời cái bo cỡ này là bao luôn bao mạnh là nó mới được nè ví dụ như về mình ghép một cái ví dụ mình nhiều mình ghép một nhiều mình ghép hai mắt. Nếu mà ít thì mình ghép một mắt như vậy là bao lên, cỡ này là bao lên. Nếu mà ai mà ghép kiểu này không lên tôi thua gì cũng thua. Dạ. Đó, phải cứ tại vì mình giờ mình giao lưu rồi mình giao lưu vậy đi. Đó, cỡ như mình đủ thôi, mình chỉ có cắt vừa đủ mình xài thôi, chứ không có cần. Dạ dạ. À, đó thì bây giờ mình xin nhiêu là mình giao lưu nhiêu rồi mình nói nhiêu thôi. Dạ dạ. Chứ không có phải cắt kiểu ấy rồi. Hôm nay không biết được nhiêu bo rồi nha, coi điểm thử ra được nhiêu cái rồi. Còn bên đây nữa nè, cái nhánh này không. Với nhánh này. Tại sợ không đủ nữa. Nhánh này với nhánh mình đó. Ừ. Rồi phải coi đúng không cái để. Rồi coi đủ chưa, đủ ra cỡ nhiều khi mình có 2 cây đó, cái này chắc cũng được. Anh nhắm nhắm coi được còn nhánh. Rồi còn cái nhánh này chắc là quất luôn nha. Dạ dạ. Rồi vậy là quá tuyệt vời luôn. Tròn cái tàn. Rồi đó, vậy là ngon ok nha. Đó, mình chỉ cái giao lưu như đây thấy anh Hồng nghệ nhân có khác không? Ta nhấp có mấy đường tròn do em hổm gà nhấp xéo xẹo hết trơn. Không, không ví dụ mình cắt ví dụ mình cắt mình chừa cho nó ra tược nữa mình lấy giống nữa cứ mình cắt trụi quá thì nó cũng được thôi. Không ví dụ như muốn cái ngọn ví dụ như vậy cái này nữa cắt cũng được mà ví dụ như nếu mà mua mà giống á thì mình cắt tới đây dạ. Rồi mình lấy giống thì cho nó mấy cái mắt lá nó này. Ra cái mình sửa lại nó thì lên luôn cái mình để vậy nhiều khi mình sửa đọt cũng nó bị đơ rồi đúng rồi mình cắt ví dụ cái đọt mình cắt tới đây dạ đó lỡ mình gông cái này xuống cái nữa là nó không có đơ cái nhánh đó em cũng chỉ chừa vậy thôi chứ thì chừa không. Lấy giống dạ, chỉ dạ. Có vậy thôi nếu mà sửa rồi phải cắt xuống nó bị đẹp cái dễ vậy sau sửa thấy không sửa mình cắt tới đây nó bị lên cái tuột mới như vậy mấy này đây em có hỏi mình cắt hết mấy này như đây là trời quá tuyệt vời rồi như đây là trời ơi có điều mấy này á anh hồi không có bo ghép này cũng được nhưng mà ghép mấy này hao lưỡi lam lắm không có chợ này mình chơi dao không có chơi lưỡi lam giót nó cái lục cái lưỡi lam luôn đâu rồi có cái đầu bông này ra này mình xí cái đầu bông nha về để test luôn test mình luôn. Ghép thử tại vì mình chưa thấy cái đầu bông à. Nè này cái đầu bông mình ghép thử ra mình lấy một cái mình ghép cho nó ra cái đầu bông bữa mình coi cái mặt bông ở mình nghe nói thôi cái mình chưa thấy cái mặt bông luôn rồi hôm nay mình chỉ có thấy giống thôi giờ mình ghép mình chờ cho nó ra cái mặt bông ê rụng nó lên nhóc hết trơn nè giờ đó, nhổ trời ơi mai trồng mai mà vậy à anh thấy không vậy à hư cây hết mình á từ cọng cỏ mình phải nhổ ra hết mai cỏ à, cỏ thì em cũng nhổ hết nhưng mà có cái đó tại quế rồi, đó để... thì không quế nhưng mà mình cây mai mình có cây mai tiền cứ ba cái đầy á vậy mình khi mình bỏ ra 5.000 bạc mình mua một đống mình ăn nhưng mà mình phải giữ cây mai cho nó tốt nó đẹp
thấy không? Tại ngay cái cây này á, gặp ngay cái cây em không có xịt thuốc để ăn, còn mấy cây mà khác sợ nhiều khi xịt thuốc. Điều đó thì bởi vậy như mình thấy không, thì phải xịt thuốc là ngừa sâu bệnh thì mới tốt chứ. Rồi bỏ cái đó vô cái chai có bịch lông, có bịch lông lấy được. Cái bịch đi. À, cái bịch lông á mình nhúng nước thôi, mình đâu có cần gì nè, xấu vậy đó ầm ầm bỏ không thao. Trời ơi mình không có cử kiên vậy là mình vậy là lộn bịch cái. Đó cái cần gì đó như vậy thôi. Thấy không? Tưới nước cái bỏ bịch vô cái chiều ghép là ngon ok luôn. Trời cái này là ghép là ngon luôn á. Cái đầu này là ghép là tuyệt vời luôn á, là được ba mắt à. Thấy không? Một cái, hai cái, ba cái. Đây nút. Còn cái đầu viết, ngồi viết mình đóng không? Thì mình đóng luôn à, tính ra được ba mắt á. Là ba bo đó. Nè, ví dụ như mình cắt như vậy nè. Nè, đây cái rồi xuống đây cái nè, đó. Đó, mình đắp cả hai cái là mình lấy vậy. Tắt cho nó miếng nước hay là. Ờ, đúng rồi, đó. Nè, cái cây này là nó yếu nè. Đúng rồi, cây đó cây yếu, yếu đó. Yếu nè, thấy không, ghép hai giống không? Nè, kia mà cái giống siêu bông mình lại mà nó ghép sao mà nó ghép rút. Ghép sao mà nó lên đỏ hết trơn nè. Mà nó rút này nó teo luôn kìa. Thấy chưa bà con? Cái này là mình ghép gì vậy? Cái này giấu kem anh, mà ghép trước lên tược rồi, rồi nó bị rớt, giấu kem nó rớt hết. Cái bắt đầu được dính được cái hai bo nè. Em mới đóng siêu bông mình lại vô nè. Mà nó lên đó ao lên liền mà nó rút à, nó ghép siêu bông mình lại nó quá là mạnh. Mày yếu mày mà thấy nó đúc mà nó lên kiểu này rất là mạnh. Tại vì mình ghép cái giống mai cam mà nó lên kiểu này thấy đâu có mạnh đâu. Nè thấy không, cái teo lá không? Nhưng mà tại sao mà này nó ra lá rồi thấy bự chưa? Đó, bởi mình cái phương pháp mình là bởi mình. Đây cây nữa nè anh, đây cây là em test thử nó nè anh. Cây này là bị bó bầu. Bó bầu mua cái phôi mà bị bó cái bầu á, dở lên cái nó còn cái rễ không á. Cái nó yếu. Nó nằm nó lì hoài nó không ra tược. Nhưng mà hôm nay đút lên là quá tuyệt vời luôn. Em đút một cái lên liền luôn. Cỡ này là khỏi chê nè. Cỡ này làm sao mà yếu. Cỡ này là đúng rồi. Giờ nó đang ra rễ dưới rồi đó. Nè, cỡ này là quá tuyệt vời luôn rồi nè. Em mình đút rồi vậy là được tháng chưa? Chưa anh. Nè, mới tháo bọc ra chừng nửa tháng à. Mới nửa tháng không? Dạ. Đi dài vậy hả? Trời phải cắt cái này để nó bá vô gãy uổng. Trời ơi cây cây ta đang cây, ngon có lên. Người kêu cây lại tây, có người lại, kêu cây bông lại bạch hải đường. Trời ơi cái bông bạch hải đường của người ta mà bạch hải đường cắt cái này như nè nó vướng vô nó gãy cái tược này còn quá hơn. Hôm bữa nó yếu á, em nhét nó vô đây. Giờ lắc nó ra từ từ. Trời ơi tại vì mình phải cái này mai độc biến à. Mai độc biến. Trời ơi. Tại mình làm cây mình phải cưng cây, cái mình đút như vậy mình nuôi mình cũng bao lâu nương rồi mình lấy mấy cái nhánh này mình phải cắt, thấy không nè. Cứ để vô nó quẹt cái gãy cái mình tiếc không, mình rước rồi mình chắc lử không thì sao. Trời cái bông của ai vậy? Thơm không? Không mà không thơm bằng bông lài nhiêu tiền vậy? Cái này bông gì? Bên hồ mọi người kêu bông lài, mọi người kêu bông hải đường gì đó, bạch hải đường. Mà bông lài nó rất là thơm, cái này nó không thơm bằng bông lài, này không có thơm, không có mùi. Anh Hảo ở đây là ảnh cũng là một nhà nghiên cứu về thuốc đó nha. Ở trong đây trồng cây thuốc nhiều lắm. Trồng cây thuốc nhiều. Ồ, nó chơi cây giang liên tùng mà. Dữ luôn. Không, siêu bông mình lại mà thấy vậy ghép gì mà ra rất là đẹp luôn á Hồng. Tại hôm nay mình với tận mắt mình thấy Cái hồi đó là người ta cũng cho mình đã hô siêu bông mình lại nhưng mình chưa biết nó cái lá nó thế nào luôn. Hôm nay mình ra mình mới thấy được cái lá nó. Cái lá nó lại cái bo nó mình mới biết được. Giờ mình chỉ còn xem cái bông thôi. Xem cái bông coi nó phải nó rất đẹp hơn siêu bông Sài Gòn không. Nếu mà rất đẹp hơn siêu bông Sài Gòn mình sẽ đánh giá cái siêu bông mình lại siêu bông Sài Gòn. Tại vì nói chung là cái nhánh này nó ra rất là đẹp. Quần thể dục là quần này đúng không? Nè. Mới ghép mà nghe nói cái này ghép chắc cỡ tháng mấy, 2 tháng gì mà cỡ này là quá mạnh rồi. Này cỡ 2 tháng không à? Nào. Cái này là cái F1 luôn, em cắt đâu 4-5 lần bo mà rồi. Ghép giờ này cỡ hơn 2 tháng không? Nếu mà ra cỡ này hả? Là cỡ 2 tháng, nhưng mà cây này là tại cây F, cây mẹ ghép ra nó là thuộc F1 luôn. Nhưng mà em cắt 4-5 lần rồi. Em cắt 4-5 lần rồi, cái bắt đầu cái đợt sau này em quyết định là em không cắt bo nữa, em sửa cho ra đặng lấy bông Tết. Nè, nó có bông nè. Nó đang em mới vừa vô kèm thấy lú nụ liền. Nè. Bông à. Nụ kim rõ ràng mà. Nè, nụ kim, đúng không? Cái này nếu mà tính cả 2 tháng thì cái này là nó cũng không thua gì siêu bông Sài Gòn đâu. Mạnh lắm á. Tại vì bữa là Hảo ghép chưa? Bữa em ghép được 4 cây. Ghép ở cây ở đâu? Đây,
Cái này sao để nắng quá nha. À em để ngoài nắng luôn thử anh. Không à, ví dụ mình kiếm cái gì mình che lại chút xíu thôi, ví dụ cái lứa đồ á mình để. Đây buổi chiều em thấy nó cũng hơi dịu xíu. Đó một cây. Đây. Đây. Đây đây. Này là bó F0 nè. Dạ, F0 anh Hồng đưa đó. À. 3 cây hả? 4 cây. Cây ngoài nắng đó. Xanh. Cây ngoài nắng đó. Xanh. Dạ, xanh. Với đây 3 cây. Xanh đẹp được, không sao. Nào nhìn cái bo mà nhìn là nó không có đóng meo, đóng móc là biết là nó lên. Tức là cái nó dính chỉ cần cái đóng meo đóng móc cái là biết nó hư liền. Như vậy là quá đẹp rồi. Qua đây coi lại cái cây mà hôm bữa anh Hảo đóng cho mình cái cây anh Hồng mà anh đang thui. Anh Hồng cái đang thui hả? Cái đợt mà bỏ khô kêu mình đóng, mình nói chở cái cây khô queo mà đóng cái gì. Rồi hôm nay ra nhờ anh Hảo đóng ha. Anh đi á, anh đi anh bỏ về cây anh nói ủa sao cái cây héo queo vậy? Đó. Rồi cái anh tưới vô ảnh là tươi nó cái cây. Cây ở để héo queo mà kêu mình đóng, nó đóng vô là hư chết luôn. Đó, vậy là quá tuyệt vời. Hôm bữa anh đem qua đây là cây của anh cũng khô queo, anh mới tưới nước vô á. Tại vì mình ghép, nếu mà ghép kiểu này á mình để về nắng luôn được hết. Dạ, tại cái này hai ba thứ nè, chùm bọc. Tại cái này chùm bọc mình phải để trong mát. Nếu mình ghép này không á thì mình để về để ngoài trời á. Luôn. Là ok, là nửa sau mình lên cái mình dở ra, không phải ý mình giờ mình diễn tả cho bà con ví dụ trời ơi sao mình dễ được, mình đây mình cụ rồi mình sao biết. Ví dụ mình nửa mình lên á, bắt đầu mình cắt ở đây xuống cái mình gỡ bịch lông ra, trời ở đây mà cụ mà làm sao mình sẽ cắt bậy được. Thấy anh Út thấy chất chồng này chưa, thấy chưa? Dạ, cái này giống rải dừa dưới luôn, cái này giống sỏi đất của Nhật quá. Cái gì đất nung của Thái thì đó mà tôi dòm bữa này rồi tôi biết cũng không phải của Việt Nam mình rồi. Này đất nung của Thái, còn cái này là đất Nhật nè. Đất Nhật nó vậy nên trời ơi sang quá, giống đất sét ở đây người ta đổ đóng ngoài đây. Không nhưng mà chồng kiểu này là lỗ không bao giờ mà có để ăn để chơi thôi. Để chơi hoặc mai được thôi. Không nếu mà nếu tính làm kinh doanh kiểu đó anh lỗ anh Hồng. Dạ đúng rồi, cái này là để mấy anh em mà ít cây cái thí nghiệm chơi á anh đó. Cái mình kinh doanh kiểu đó là lỗ. Qua đây coi thăm cái vàng gì anh? Cái này siêu ông mình lại nè, nó lên ghép bữa 3 tây tháng 9. 3 tây tháng 9 và hôm nay mới tháng 10 mới như vậy là được rồi, quá tuyệt vời rồi. Vậy là quá mạnh ngon. Vậy là nó nếu mà mình đoán không lầm á, nhiều khi nó mạnh hơn siêu bông Sài Gòn nữa không chừng. Ghê vậy. Bữa anh Sáu Hoàng nè, anh nói mấy này là tại anh biết sao không? Mấy này là em để nguyên cái bầu đất bứng về em ghép không, đó nha. Không, dương vậy là hơn siêu bông còn, Sài còn Gòn cái này là em vô chậu rồi nè, cái này là vô chậu rồi nè. Cái này là vô chậu. Rồi nếu mà tính ra bữa là mùng mấy tháng 9? ba tây tháng 9 ba tây tháng 9 hôm tức là hai tây tháng 9 vừa rồi là nghỉ lễ phải không? Ba tây tháng 9 cũng vẫn còn nghỉ lễ đó là vợ hôm em hôm nay bao nhiêu tháng 10 rồi, đính ra thử coi hôm nay bao nhiêu tháng 10? Nay mới có mấy tây tháng 10 ta, mấy để coi rồi 6 tây tháng 10 đúng một tháng lẻ một ngày chạy ra vậy là nó mạnh nè, nó lên kiểu này là mạnh nè. Nghe không? Không thấy không, nó lên kiểu này là quá mạnh. Mấy thằng mà vô chậu nè anh Út, mấy thằng mà vô chậu nó còn mạnh hơn mấy thằng ngoài bầu đất nữa nè. Thì đó, bởi tôi nói mình đó nè. Cái này anh Út thấy anh Hảo để quấn gì bọc không không có vô ấy sao? Tại vì anh chồng luôn, ảnh chồng xong rồi nữa ảnh mới khui ra ảnh vô chậu sau. Tại ảnh hô để mỗi người mỗi cách khác làm nhau. Thì đó mình nói ngày trong chậu à. Cùng ngày luôn hả? Cùng ngày luôn anh. Nhưng mà này nó mạnh hơn mấy kia ha. Mạnh hơn, ở trong chậu mạnh hơn. Đó là trong chậu nó mạnh hơn. 4 tắc rồi nha không? 40 rồi. 40 rồi nè. Ở cái gan mình hai mấy mà từ đây tới hơn ha. Hai gan nữa đúng không? Chà cái giống này giống gì đây là nha. Cút lại ghi. Trời ơi, giờ sao chơi này nữa? Cút lại ghi là sẽ chơi bonsai được mà. Thì chơi bonsai thôi chứ nếu mà anh chơi lá. Chơi lá. Bởi tôi thấy rồi biết rồi, nhìn này rồi biết cái mới rồi. Giao lưu bên vườn của Nguyễn Thương. Thấy không? Bởi thấy cái lá nó là bự hơn siêu bông Sài Gòn rồi đó. Thấy không? Mà nó dày nữa nè. Cái dày nữa nha không? Dày nè. Dày nữa mà cái lá nó cứng. Cứng hơn siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn nó mỏng. Mà cái này là thấy được rất là mạnh. Nếu mà một tháng lẽ một ngày là thấy. Lẽ ba ngày chứ, ba tây chín này, sáu tây chín. Ba ngày đó mà dây rồi ra là khỏe. Tại mình ghép bữa hổm mà Hồng quay một cây mình ghép siêu bông Sài Gòn hôm nay ba tuần lễ đó.
nó ra cỡ hơn 2 tấc. Mấy này cũng F1 em cắt bo đã rồi, cái còn thấy dư bo rồi cái em sửa xuống em coi. Nó lúng kẽm quá nè, tháo ra đi nè để nó hư hết. Gỡ ra được rồi ha. Trời ơi nó lúc luôn à, để nó dập hết. Dập bo xong nó yếu lắm, mất sức lắm. Dạ. Dạ. Lúng hết cũng kẽm luôn nè. Đó không vậy là rất mạnh. Còn đây là siêu bông Sài Gòn của anh Hoàng Mai, hôm bữa mà đợt trước đi qua có anh Hồng quay đó lấy về ghép ra cây này, em cũng cắt bo em lấy hết đợt rồi nha. Lá rồi. Lớn. Ủa đâu cũng đâu thua lá bình lợi đâu. Nhưng mà này nó lá nó dài, kia nó lá nó bầu. Cái này là siêu bông của bên anh Hoàng Mai nha. Đâu đó rõ ràng nha. Cái này này bên, bên Hoàng Mai Tứ Quý phải không? Hoàng Mai Tứ Quý ghép. Cái này là giống à. Nhưng mà cái này ghép ra gốc này vàng. Nhưng mà nó dài, cuốn kia là lá nó bầu. Hơi tròn. Nó tròn đó. Thì mỗi khác thì thấy dám nghe. Này bữa em để trong gốc mít á rồi đưa ra nắng, nói chung cũng có mấy lá nó bị cháy nè. Rồi đúng rồi. Giống anh Út coi thử coi siêu bông bình lợi rồi cái cây già. Còn cái này là giảo 24. Thì còn cái xương của nó hàng này này giảo 24. Giảo 24 mà ghép cũng cùng lượt với siêu bông Sài Gòn với đó luôn á. À giảo 24 cánh nè. Dạ. Cái em thấy y như giảo Thủ Đức hồi xưa ha. Y chang lá. Lá nó giống nó như vậy. Nó nào ngay bữa nó ở trong mát nó quen rồi, cái mới đưa ra nắng nó bị sượng. Nhưng mà nó mập nhánh nè. Nó ra mà nó mập vậy là nó khỏe. Dạ. Cây mà ra về đừng cái kiểu ốm ốm. Gốc này gốc mai vàng, với lại gốc này gốc ở Tiền Giang là dạng như gốc ở ở nhà vườn ta trồng chứ không phải gốc ở vô đất không à. Không, ở dưới là cho cái lớp đất ở trên em để vậy á. Tại chưa có nút gì hết luôn. Không, cái này nó nè nói chung là cái nút được mấy nút à. Nè nút nè nút cái này là em biết sao không, để vậy em ít có tưới, nhiều khi đi bứng cây vậy đúng đó rồi, cái này là nước nhẹp dưới à. Nó nè dưới anh thấy nước nhẹp không, đúng rồi nó không để nguyên cục đất lên nè, dưới là đất trồng không nha. Trời ơi cái này hả, một tháng nữa chưa tưới luôn á, không có tưới, đi bứng cây nè. Thí dụ như mà mưa dầm quá mình khuyên nha, lấy đồ mình đậy đậy luôn. Lấy đồ đậy đó, hôm bữa em đậy lại luôn đó, cái gì đậy gì nó lạnh quá, uống nước nè. Sâu tới rồi nha, coi chưa chịu xịt nha, nè sâu rồi bỏ trĩ rồi nhanh đỏ sâu nữa rồi, sâu rồi nè. Sâu rồi nè. Nói chung mấy bữa nay là em sâu đi rồi, sâu rồi cái sâu có đó. Công việc đó ông sư phụ em ông mất rồi không rồi, tính ra cái siêu bông bình lợi này là nó thấy là ok đó. Nhưng mà giờ còn, mình chỉ có thấy cái mặt bông nữa là giống này là giống cũng là giống mới đang thí nghiệm này của anh Lực đưa em giống bông mà bự hơn gói thuốc mèo chiều dài á không bông chùm á hả, không chưa phải bông chùm đâu. Bông bự thôi. Bông bự thôi. Bông bự mà thấy cái lá này nhìn thấy bông bự mà màu đẹp. Nó khỏe mạnh nè. Vậy đây là nhiều giống rồi đó. Tôi thấy nãy giờ là em mấy giống luôn hết trơn á. Rồi giống của thiết Mai Tứ Quý thì cây này hôm bữa em cũng lấy giống em ghép ra rồi em đưa ra nắng cái nó ra lá. Rồi vậy rồi. Thiết Tứ Quý. Rồi vậy là mình siêu bông Sài Gòn bố mẹ. Đó, siêu bông của anh Thiết Tứ Quý đó. Rồi vậy là mình bữa hổm người ta cho mình là cái giống này là không phải là siêu bông mình lại. Người ta nói siêu bông mình lại mình đâu không biết, tại vì tôi dòm cái lá hôm nay tôi biết nè, tại bữa người ta để cái lá vậy rồi dòm cái lá siêu bông mình lại cái cây này tại em đưa ra nắng nó cháy nó kiện chút, anh qua anh coi lại cái cây mà bữa em tết bông bệnh á, cái lá nó còn xanh bình thường á. Không vậy là bữa hổm người ta nói siêu bông mình lại, nói chung người ta chưa biết á. Ta nói siêu bông mình lại bữa mình ghép ở bên kia hai cây, tại mình giờ hôm nay mình lên đây á, mình chủ yếu mình coi cái siêu bông mình lại coi nó phải đúng của người ta cho mình hay đó, không thôi nè. Siêu bông mình lại anh thấy không, khi mà ra nắng cái mắt lá nó khít lại nó không có dài rồi. Vậy là bữa hổm vậy là người ta cho tôi là cái đó là Thiết Mai Tứ Quý rồi. Cái không phải là siêu bông mình lại nè, nói Thiết Mai Tứ Quý cái bông cũng bự lắm, 12 cánh á. Bự không mà 12 cánh là bông bự, bữa người ta cho tôi là nói bông bự. Đây giảo 24 mà ghép vô Tứ Quý. Vô Tứ Quý lá như lá xài. Tứ Quý rồi đó, hôm nay rồi cái giống này giống dỗ gai phải không, đó giống em nói giống nó bự hơn cái gói mèo đó, cái bự hơn chiều dài á. Cái nút á ghép vô Tứ Quý là nó như vậy đó. Còn nãy là ghép vô mai vàng, nút mà thấy nó bự không. Cũng của anh Lực cho nghe, cái này của anh Lực cho nghe. Anh Lực ơi, cái này anh Lực cho là em ghép là lên đây xanh đẹp chưa? Không, cái này là quá đẹp nha. Nhưng mà có một cái biết sao, sợ nó nút nó đóng thưa thôi nè, nó đi tới đủ 4 phần này mới ghép có gì 2 tháng mấy vậy? Này nó đi tới 4 phần cái nút luôn nè. Ở dưới nó có một nách lá nữa mà nó chưa đi. Nè thấy không, ở đây nè. Bởi nó đi xa quá nè, nói chung là nó đi cỡ 3 phần 2 3 phần. Thấy không, nó xa hơn cũng siêu bông bình lợi, siêu bông Sài Gòn.
Cái đó là anh Lực kêu thí nghiệm thôi, em chưa có cắt bo ghép nữa. Chà, chơi kiểu gió lùa đây. À, hôm nay mình mới thấy nữa nha. Chà, hôm nay chơi nghệ thuật độc vậy. Cái này là đang chạy xe rồi nó thổi cái tóc bay ngược lại. Rồi, cái này là ở siêu bông Sài Gòn à. Siêu bông Sài Gòn đúng nè, rồi. Nè, nút mà nó nhìn nè. Thấy không? Nút bở siêu bông Sài Gòn á, nó lợi Thủ Đức nó đóng nhặt hơn mấy thằng này chút. Nè anh, bữa nay bắt đầu em thấy hiện tượng vàng lá nhện đỏ nè, anh nút phải không? À, vàng lá này hả? Ừ. Này anh này Thủ Đức. Ừ. Còn vàng. Này đây nhện đỏ đây. Mưa này nó lên lẹ lắm luôn. À phải xịt ngừa cái xịt cái chai dầu bóng á. Ừ. Cái chai nhện đỏ dầu bóng á, cái chai bình lọn hết á. Có, em có xịt lên cái lá nó bóng lưỡng luôn. Hôm qua mình cũng xuống Bình Lợi đó Hảo. Dạ. Anh xuống Bình Lợi vô. Anh Anh Phương ha. Ừ. Có thấy lá không có bị. Lá nó đẹp lắm. Ừ. Ở bên bánh, sao mình xịt cái loại của anh Phương xịt đó là tiện có đưa cho em mấy chai. Ừ. Thì đó mà mua chai nó xịt nó hay mà nó lá nó đẹp lắm, nó xanh không mất được à. Nè này cũng hiện tượng nha. Đó, nó hiện tượng đó. Nó hiện tượng rồi nè nha, thôi chiều đi coi chiều. Hôm bữa em xịt hết cử rồi đó không, anh. Không phải xịt nữa đi. Rồi tới đợt nữa. Để nó lá nó y như mây ấy lắm. Vàng khè nè, đó anh á, nhìn từ sau. Nè, giờ nó chỉ đang chuẩn bị vàng á. Thôi mình xịt ngừa đi nha. Mà hả, xịt cái dầu đó vô thì nó bóng lên lại. Thì mình phải xịt ngừa đó. Từ đây mình tới xịt tới tháng 10 đi. Tới hết tháng 10 dưới á. Rồi mà bỏ được vừa rồi. Cứ mình không xịt đi, để nó vàng cái nó cũng lá là nó mấy cây này nó bữa hổm nở bông, mấy anh em vô chê quá trời luôn á, nói là nở hết rồi Tết làm gì còn bông nữa mà. Trời ơi, tôi nói hả? Bắt đầu giờ nó mới ra nụ hả? À, mình nói cho nghe. Nó quá trời. Mai nào cũng nở, nếu mà mai không nở là người ta nói dốc, nói xạo. Ai nói không nở đem đây. Anh Út giống em. Nếu mà ai mà nói cây trồng cây mai nào không nở đem lại đây tôi nhiêu tiền tôi trả hết. Dạ. Đó. Tôi làm nó phải có lay gai à. Phải có nở. Còn không có ai là thiên tài tại đây dạ, đây ngoài ngoài đây tận này thứ này không à. Không có cỡ này là tại nhiều khi mà anh thua mình giữ được cái lá. Giữ được cái lá thì nó đỡ. Đây rau muống anh nấu ở ngoài đây rau muống rau muống em đem bên Bình Lợi về em trồng. Trời ơi chú bông Bình Lợi hả? Quá trời vậy ha. Quá tuyệt vời. Đây nữa dạ đây. Có mấy cái này khác, mấy cái này cúc cam. Cúc cam cái lá nó xấu anh. Gà lá ở bển tôi có cây cam ở bển 12 cánh là zin luôn, bông bự như gì hơn cái Thủ Đức luôn. Dảo cam hả? Vậy hôm nào cho em mấy bò. Có luôn được. Nếu mình anh em thì cứ ghé qua tôi cho. Dạ. Trời bình thường đó là mình với anh em mình ghé giao luôn. Để mình sưu tầm giống chơi vậy đó. Bông nếu mà không bự là không phải là người là mình nữa. Bông bự đàng hoàng đó, cái đợt mà đưa cho Hồng coi luôn á. Dạ. Hồng thấy rồi đó, cái bông phải 12 cánh trở lên nha. Dạ, Bình Lợi. Dạ. Ví dụ như cây cỡ này bây giờ mà. Mà cái này là ghép hôm 5 tay tháng 7 nha anh Út. 5 tay tháng 7. Ví dụ như cây cỡ này bây giờ Hảo giao lưu khoảng bao nhiêu một cây hả? Cái này nếu mà cây lớn, gốc lớn lớn thì em bán 700. Còn mấy cây nhỏ nhỏ, gốc nhỏ nhỏ 500. À. Dạ. Đây nè, mấy cái này 500 nè. Ở này ép mấy rồi? Cái đó ép 2. Tức là từ cái cây cũng 20 đó nha. Từ cái cây đó đó. À. Ghép ra cái này không thì em cứ lấy mấy thằng F1 em ghép ra, nói chung là em ghép thì không quan trọng F1 F2 nhưng mà đều nó lên lá bự lá to là mình con. Mình cứ lấy mấy thằng giống đó cứ lấy ghép ra thôi. Tôi phải chỉ cái lá bự lá to thôi. Nói chung là vậy là ok, đừng hô ép. Cái siêu bông giờ là ép tới mấy chục rồi. Đúng rồi, em thấy ghép ra nó cũng vậy. Cái cây mà Hồng bữa mình ghép cho Hồng quay á là hôm đó là ép cháo và cháo chắc luôn á mà hôm nay cái cây lá bự luôn à. Dạ. Đó, mình lấy cái cây mai vàng á, hôm nay trưa nay Hồng sẽ thấy cái cây đó mình đây, có cũng, đó cũng siêu bông mình lợi đây. À. Tùm lum hết á. Nhưng cây này thì em giao lưu. Trời ơi, để kém phiết dữ ra. Em thôi. Không gài, anh thấy không gài là em làm không kịp luôn á. Vậy là trời ơi, để chị hư mai mình hết nè. Quá khuyết. Có thằng em lên nó gỡ ra mà giờ 2-3 bữa nữa nó mới lên nữa. Thôi đó là quá ấy rồi. Gỡ ra rồi còn làm bầu cái đám mai chút nữa. Em giới thiệu cái đám mai bên đây em mới về mấy lô mai. Hôm nay mình chơi cái hình gì kỳ á? Hả? Cái này không phải chơi hình kỳ. Mà là hôm đợt đầu nhắc lại chắc nhiều anh em trên ấy biết là cái đợt mà anh Hồng tự nhiên qua quay kêu bán 500.000 bo đó không? Thì anh này anh kêu ghép 3 bo nè. Đó, thấy không?
ba bo, rồi ở dưới này á, nó tới mười mấy bo lận. Ảnh kêu ở dưới là ghép siêu bông Sài Gòn cho ảnh. Ở trên này ba bo mà anh thấy siêu bông Bình Lợi nó lên vậy, còn siêu bông Sài Gòn nó ra vậy nè, nó rút hết trơn. Bình Lợi bữa nay nút ra ghê hả? Đó, thì cái đợt đầu tiên á, anh coi nó lên nút vậy đó. Ví dụ như siêu bông Bình Lợi mạnh quá, mình phải cho dưới hôm, Sài Gòn. Hôm đó là anh kêu ghép ba bo này thôi. Rồi bắt đầu ở dưới ghép siêu bông Sài Gòn cho ảnh. Đó thì em ghép nó ra vậy đó, anh coi đó được không? Giờ ở trên vậy, vậy là nhưng này. Mà em đâu có dám cắt. Em để về đặng cho về anh có lấy bo rồi em nó che quá mấy này lớn không, nổi. Không, cái này là nút tôi thấy rồi, phải rồi nha. Không. Em dựng đứng nó lên nè, anh coi nút nó la nè, đâu phải ít nút đâu. À, từ đây 2, 4, 6, 7 cái, nếu mà tính luôn cái đọt này là từ đây ra tới đây 7 cái là 6 cái. Mà này cái là để trong mát luôn á, chưa có để ngoài nắng. Khúc hít này nè, hít nút lắm. Thấy không? Nè vậy là không là 5 cái nè, có khúc về không là 5 cái nè. Nè. Quá bự, không vậy là tôi ok ạ. À. Rồi em để đây để cho anh Hồng sẵn có quay nói ảnh qua lấy cây được rồi đó, tại bữa hổm anh nói để cho nó lên mạnh mạnh thì anh lấy. Trời vậy là quá tuyệt vời Hồng ơi. Nè như vậy mới ra là 4-5 nút nút luôn nè. Nó cũng về mà. Đó là đợt đầu tiên của anh để anh. Vậy là siêu bông nè, siêu bông Bình Lợi hả? À? Dạ siêu bông Bình Lợi. Anh Hiệp. Vậy mà siêu bông anh Hiệp qua lấy cây giùm em nha, tại bữa anh Hiệp đặt xong rồi gọi điện hoài không được đó. Rồi trời mà này, siêu bông Bình Lợi mà nó nở lá bự mà nó mạnh, mà siêu bông Sài Gòn sao nó ra không nổi nè, nó rút nhỏ kia kìa. Nói chung cái này là anh Hiệp có đặt cọc tiền rồi cho nên là nói anh Hiệp qua lấy em không gài máy không biết sao gọi không được. Hồi đó sao không đút cái này dưới đây cho siêu bông Sài Gòn lên trên cho anh kêu đút ở trên trước đi. Rồi ba đọt rồi sao ở dưới anh không ghép gì anh ghép. Sao mình nói cho nghe luôn, nếu mà đút mấy này lên nó trước rút lên hết trơn. Nó rút lên hết. Mình đút mấy này sau này mấy này chịu đâu nổi. Đó là nó một thực sự vậy đó, luôn. Đó. Cái điều nó nói thường vậy. Là thấy cái đọt nó đi mạnh hơn. Cái trên đầu lúc nào nó cũng mạnh hơn ở dưới đây hết á. Tại mình chưa biết là cái giống này, tại cái này đút trước là phải này nó lớn là đúng rồi. Này đút sau phải chịu thôi. Nếu mà bà con nào muốn á đút một lượt đi. Đó mới biết được em tính vậy nè, em nghĩ là vậy nè, ảnh lấy ba bo này trước về ảnh cắt ảnh lấy giống hết đi thì mấy này dưới nó phát ra đúng rồi, cái bắt đầu là này nó ra lại thì ví dụ như lấy bo anh lấy bo thí dụ như lấy bo mình phải cắt chừa lại chút xíu rồi mình phải cắt rồi dưới đây nè đó chừa lại chút xíu đó là bắt đầu mấy này nó mới lên ra lại cái vậy mà nó vậy là không, mà mấy này nó lên đâu có nổi đâu, nên em đâu có dám ấy đâu, em túm vô vậy đặng chơi ở dưới nó hỏi tôi đi ngang có thấy ủa cây này cây gì vậy, thấy lạ vậy mình mới hỏi bên này hết rồi, bên đây thì có vậy rồi giờ mình ra bên này không mình vậy là ngon rồi không, mà cái giống dạ bên này tại mình thấy nút mà khích vậy là mình chịu. Hôm bữa em gió mưa cái nhánh cây xuống đây gãy hết cây nhánh. Cây gì thấy lạ quá à. cây trái sai anh sai mà người ta bán hàng chi nãy thì giống mình. Giống cái đó nhưng mà nó là sai rừng, ăn nó chát chát ngọt ngọt ăn được chứ không phải không, nhưng mà không phải như trái sai kia phải không? Dạ sai kia chua chua ngọt ngọt đất đây rộng quá, bởi trồng mai biết bao chừng nào mới hết vườn mai này nổi. Này chặt rồi đó anh, em nhập phôi vậy nay chặt rồi đó, phôi này mà giờ em trời ơi, cái này cỡ 2-3 tỷ nữa chưa hết chặt vườn á. Không mình thấy về hôm qua quá tuyệt vời. Và cái của anh đại ca đưa qua đây là đúng không, của anh Phương là đúng không, đại ca đưa qua nè. Trời cái tôi dòm mấy cái tôi kỵ kẽm xuống rồi tôi không biết này nước này nó mướt lá rồi nè. Không mà nó thấy không, cái siêu bông Bình Lợi nó nói chung là lá nó bự bự hơn lá siêu bông Sài Gòn. Nè em thấy cái này bự nhất rồi nè anh, nó bự nhất rồi nè, cây đó bự nhất. À bữa giao lưu được mấy cây không? Mà siêu bông Sài Gòn này so với siêu bông Sài Gòn của anh Hoàng Mai này nó cũng em thấy nó khác khác á anh Úc. Không nó cái này á biết gì không? Nó bị ấy phân nhiều quá sao nó bị teo lại. Nó tròn à. Còn cái kia nó dài vậy kia. Nên không biết sao. Nó cũng có lá bự. Có lá bự nhưng mà nó sung mà đọt nó cũng gắn bóng là bình thường. Nhưng mà đặc biệt cái bông thì em thấy cái bông nó chất lượng à, bông nào cũng tả cái nào đúng rồi. Siêu bông Sài Gòn này tới giờ tôi nó ép cháo cái bông có y hệt luôn, bữa nó ấy rồi, bữa cho Hồng coi luôn á là nó y hệt, không có chạy là vũng điếm cánh cũng nhiêu 16 cánh. Này, 16 cánh. Ốc tiêu mấy trăm ngàn để Tết lên chợ. Bữa này bữa qua bên anh Phương giao luôn mấy cây.
Đâu mười mấy cây anh, 15 cây. Đâu mười là chắc mấy này luôn chị, đúng dạ, không? Dạ dạ, đó luôn. À bởi tôi dòm cái này tôi biết rồi. Ha. Hai là còn ơn trước còn 4 5 cây trước nữa. Bởi tôi dòm á tôi biết nè, như là thấy không? Nó ra đọt nhưng mà cũng rất là khỏe, chứ không phải gì hết. Tại vì nó nhỏ cái nó ra lớn, nhỏ cái nó ra lớn, nhỏ cái ra lớn nè. À, mình đi này coi coi anh nhận cái tác phẩm này của ai làm này. Rồi thôi cái này trời mới tôi làm ai. Trời mới nhìn nó mình làm cái ai làm. Đây cái này mình sửa là bên ông Phương là cái đợt cũ nè, quấn kẽm là ai nè nhìn đó. Trời phía kẽm rồi không? Trời dòm xong rồi biết đồ. Phía kẽm lúc kẽm lâu rồi nè. Dạ nè, lúc rồi. Này cái cây này anh Út nhận cây ra không? Cái này người ta cũng nói là siêu bông Sài Gòn người ta mua nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Siêu bông Sài Gòn á. Thấy bông nó cũng đẹp mà sao nó lại ra bông nó dúng. Siêu bông Sài Gòn. Nó không thẳng cánh như bên anh Phương mà nó ra cái bông nó hơi siêu bông Sài Gòn. Cái này là gốc mai vàng anh ơi. Gốc mai vàng. Gốc mai vàng nó nở khác hơn gốc tứ quý một chút. Ngộ vậy? Em bữa thì có hỏi mấy anh em trên hội tưởng đâu siêu bông Cần Thơ, mấy anh không, em nói siêu bông Cần Thơ 24 cánh. Phải, siêu bông Sài Gòn, cái đừng nói siêu bông Cần Thơ. Ý là siêu bông Cần Thơ mấy anh em nói là 24 cánh. Thôi, em nghe nói cho nghe. Tại em chưa biết. Mai vàng cái gốc mai tứ quý nó chở là 9-10. Thằng tứ quý là 10, này nó chỉ có 9-8 thôi. Nè mấy này Thủ Đức nè, anh mấy này Thủ Đức thì nói chung cỡ này em thấy như vậy mà ngưng phân rồi nó lên nụ như vậy là được rồi. Không, tháng này là không ai tứ phân nữa đó. Dạ. Tháng này mà tứ phân cái là nó bung hết á. Bung đọt phải không? Bung lại nó nở hết, nó banh hết. Hôm nay tôi ngưng phân hôm nay là nửa tháng rồi. Nè anh coi nè, nó đang lên. Như vậy là không có tứ nữa. Vậy là để tự ra giờ mình phải tỉa đọt bấm hết. Như đọt như vậy là mình phải bấm đúng hết rồi. Bấm hết tháng này là không có chừa cái gì hết đó. Tháng này mà chừa cái là thua đó. Giờ mình đi tới đâu vườn nào là mình phải bấm đọt, hết. Như đọt vậy là bấm hết. Đọt là em bấm bấm bỏ hết để tranh thủ bấm cái mỗi này. Tranh thủ bấm hết. Vườn hôm nay chú Sáu tôi bấm hôm qua bữa giờ muốn sạch hết rồi. Tôi không có chừa. Giờ nói chung em bấm cái đợt trước á anh. Rồi cái đợt này thấy ra nó cũng ít có đọt non nè nên em không cái dâu lá nó vàng trời ơi bởi đi xịt ấy đi xịt nhìn đỏ đi nhìn đỏ đi đây, mấy dư cái này mấy này chứ kiếm cơm được lắm lên lên chợ bán ăn cơm thì mấy này là phải có dù nào cũng phải có mớ chó nó giật chuột anh cái vườn nào cũng phải có cái mớ này hết á, nói chung là xuống đó bán để ra kiếm tiền cơm trưa với lại khách ra vô cho vui anh. Cái đợi nhiều khi cái tiền nhiều quá tao mua không nổi, giờ tao kiếm cái cây vài trăm ngàn triệu mấy rồi rồi, rồi cái cây kiếm. Cái cây này anh Út cứu giùm em coi được không anh Út, cái cây này cứu hả? Dạ có con dao không? không có con dao không để tôi biết tôi trẻ tôi làm củi với vậy nè cái này vô là chụm luôn hả? Lâu lâu mới gặp nghệ nhân qua nhờ anh cứu giùm cái này chứ giờ cái này không phải chỉ có con dao không để tôi biết tôi chặt tôi làm củi thôi đó. Nói chung cũng nhiều đất rộng quá ngon quá. Ồ mấy cây này yếu quá ha. Coi cái vàng này vàng yếu em giặt ở đây. Yếu quá không mình nói Hảo nha. Tứ dưỡng rễ tôi không đừng có tứ pha phân không, cái không gì. Không có tứ phân luôn á, em bỏ khô luôn. Không mà tứ dưỡng rễ thôi. Dưỡng rễ thôi ha. Dưỡng một AM3M á, cái Artinix thôi. Cứ tứ lần tứ. Có cái đám dảo Tân Châu này mấy anh em giới thiệu là cái giống dảo Tân Châu mới sau này á nút nó không có rụng một ngày, nó rụng như cái Tân Châu cũ mà nó 3 ngày y như dảo Thủ Đức, dảo Lai mình đồ này kia vậy. Bông bự đẹp đó, bữa có mặt bông rồi. Nhưng mà tôi nói cho nha, mai mà sửa kiểu này á sau này mấy cái nhánh hư hết rồi. Nó bị chết nhánh hả? Đây. Thấy không? Mấy nhánh này nó dập hết. Sau này nó ra không có nổi đâu. Sau tôi khuyên á, sau này phải tháo mấy này ra đi. Mình sửa còn nhỏ mà ra thì được. Như cỡ này á, thấy hả? Không để như vậy đi. Để năm tới năm sau nó cũng y như vậy. Nó không bao giờ lớn nổi. Chưa có giữ nhánh phải không? Tại vì cái này lớn mới sửa. Vì bởi vậy nó nuôi giết nó nuôi không có nổi đâu. Đó là biết bao nhiêu người rồi. Cái này là nhánh lớn mới sửa nè anh không? Bởi nó đi kẽm ủ 5 ly không? Tức là nhánh bự vậy mới vô kẽm sữa. Đi kẽm 5 ly, 6 ly không mà bởi chứ... mai nó bị nổi. Nè, chết nhánh nữa không nè. Mình nói không phải mình nói nè. Sữa một cây vậy cực lắm á. Phải chê không nè. Nó gụi từ từ cho thấy. Nè, chết nữa nè. Bởi nói á, đừng có ham mà sữa để nhánh lớn vậy sữa. Tức là mình sữa từ nhỏ ra thì ngon hơn. Nó rất là đẹp. Sữa kiểu này là dập hết.
phía sau sữa này là nó dập vô nhánh này là mua cây rin á anh, cái này là mua cây rin về rồi mới sửa cho nó tròn cái tàn cho đẹp đó. Muốn sửa tròn tàn đẹp đưa đây tôi làm độ không đẹp hơn này tôi thua gì không thua. Sao cắt hết rồi? Khó cắt luôn, tôi quấn độ không đẹp. À anh đẹp á hả? Không anh... có đẹp luôn, như tôi quấn nhưng mà tôi quấn là chỉ có tròn thôi, cái không có đi kẽm bự kiểu này, kẽm bự kiểu này yếu lắm. Mai sau nữa xi luôn. À. Không cứ để ý đi, thử cho tôi nói có phải đúng không? Để vậy chịu đâu có nổi. Này cũng mới quấn đây à, mới quấn đây à em. Rồi thấy không? Mai có đời nào mới ra nổi không? Mới ra có chút xíu nó đứng hình luôn là. Nè, có khi nào mới ra được cái cơ đọt nào? Nhưng cái này bữa hổm mới làm lá lại nha. Biết rồi. Rồi. Nhưng mà nhìn thấy... cái bữa mà sửa đó là làm lá luôn. Tôi nói á, sửa mà kiểu lặt lá kiểu đó nó sâu cái mai yếu lắm, nửa ra bông một câu không? Ừ. Nếu mà lãi lá mà sửa mai á, nửa ra bông mà chân 2 chân 3 không? Ừ. Không bao giờ mà được chân 4 chân 5 đó. Nó lỡ 1 2 nữa, nó yếu này quá, là nó mất sức. Hôm sửa cũng hôm tháng 5 á. Ừ. Ừ. Nhưng mà mình khuyên là đừng có sửa kiểu ấy vậy. Nó cực công mà. Tốn kẽm nè, mày nướng cái da này nó mạnh quá, nó yếu. Ừ. Yếu lắm. Bởi mình thấy cái vườn mai của Sáu Đồng không? Mình đi kẽm chỉ có 3 ly rưỡi đổ lại thôi. Đây, này em cũng mới sửa nè. Thôi, đó của khách mới gửi. Bởi nè, mấy vàng nè, nói chung mấy vàng đó, này kia. Đó, khách mới gửi chung với cây mai lớn mày kia. Trời, mấy vàng mà làm kiểu vậy là chưa có, nói chung là chưa có đặt mấy thôi. Mấy cái, vàng mà phải chung lắm. Cái này là mới... giống như là mới làm cho nó tỉnh lại anh đó. Tỉnh, nếu mà tỉnh lại á đừng có sửa kẽm. À để cho nó nói luôn. À. Nếu mà mai mà yếu rồi á mình để cho tỉnh á không nên quấn kẽm. Nếu quấn kẽm lên nó sượng nó sẽ yếu lại nữa thêm nữa. Em tính tại bữa cái tàn nó cứ dựng lên vậy không. Hay á, nhưng mà dựng mình trẻ đi, chứ mình có sửa tại nó yếu rồi. Em dằn xuống vậy đang cho nó đều tàn á, nó quan hợp. Nhưng mà nó yếu lắm, nó ra bởi nó ra thấy không? Nó vàng vàng lá nó nhỏ là nó teo rồi. Nhưng mà đó, bữa mai yếu mình á, mình đừng có nên sửa. Mình cứ cắt con đi. Con thôi. Con tàn cho nó đều thôi, đừng có sửa. Sửa vô nó yếu nữa, đã bản thân nó nuôi không nổi. Nó bỏ con kẽm vô vậy. Nó sẽ gánh nặng nữa, nó sẽ yếu, nó sẽ giật giật đi. Chết nhánh luôn, là chết từ từ là cây mai xíu, yếu luôn, xi luôn. Thử đi ai hồ. Đây, nhánh đỏ nè, thấy không? Đó, đầy hết luôn, thì đó chiều nay là xịt đi. Nè, lá đỏ ngầu rồi nè. Đó, như chiều nay là không xịt được nữa nè, chiều nay là đi giờ đây. Rồi, bỏ không phải... nói chung bữa hổm xịt nó cũng chết mới rồi. Không mà phải xịt đi. Ừ. Cái này mình để cái vài bữa nữa. Không xịt đi tới cuối tháng 9 đầu tháng 10 đi. Dàn thật cái không? Cái dàn thật cũng đồng nó bụng lá xuống là con nó nở nữa nè. Đó mà mình nói á, mình khuyên vậy thôi. Ừ. Cái mai là cái cây này cái nó bị lật hoài à, nó mới vừa ra rễ tỉnh cái nó lật cái em ghét em cập vô đây luôn, nó cái chậu nặng vậy đó mà gió thổi lật, mình phải kiếm cây chổi vậy ba hướng đây. Cái là không vừa rớt em cái cao em... chậu nhỏ phải chịu thôi. Em ghét em dựng vô cái cây trời này. Cây tứ quý này của ai mà giấu đây 2-3 cây đây à? Của em á, trồng vô để coi nó nở gốc không á anh, chứ thấy cái tàn ở trên rồi cắt giờ cắt ghép cắt lùng lực thì nó xấu quá. Không cắt ví dụ cắt á đừng có ăn gian tàn nhiều quá, ví dụ như vậy sát vô trong đây, luôn vô đây thôi. Đừng có ra đây thì cái đây, em đây. Thấy nó cao quá rồi thấy gốc nó cũng đẹp đẹp á, trồng vô để coi mốc nó có lớn không. Không, lâu lắm. Lâu lắm hả nó? Ừ. Vô chậu lâu lớn hả? Tại cái cây phôi mình á, mình trồng 1 năm mấy 2 năm trời đâu có nở gốc đâu. Ừ. Đó mình cắt rồi, mình xả luôn đó. Bỏ đại vô chậu đó. Hôm nay nó lên tuột đó, đó ầm ầm. Bởi nói trồng về biết chừng nào mới lớn. Rồi bây giờ đây cái cây của anh Thiết Tứ Quý mà lá nó xanh chưa ra nắng, nó chưa trái lá nè, nút nhìn coi làm sao hả? Rồi vậy là đúng rồi. Ừ. Vậy là bữa hổm bên cái ông quận 12 á cho anh cái này. Ông cho là cho cái này nè. Ông hô giống y siêu bông mình lại thì mình tưởng siêu bông mình lại. Nhưng mà ông nói là cái giống này cái bông 12 cánh đàng hoàng trở lên. À, mà bông cũng bông chùm đàng hoàng. 12 cánh là đâu phải siêu bông mình lại. Siêu bông mình lại là 14 đến 15. Ông nói 12 cánh trở lên. Bữa nay là 15 cho tới 32 cánh. 32 luôn hả? Vậy rồi. Tại vì ông kia ông nói là từ 12 cánh trở lên. Ừ. Thì mình vậy mình mới xin mình đóng 2 cây. Ừ. Nhưng mà cái lá là bữa nó cũng y như vậy nè. Nè hôm bữa lá này anh Phương qua anh Phương giật mình nói siêu bông Sài Gòn, anh Phương giật mình nè. Không cái này là đúng lá đẹp luôn à. Bữa hổm là người ta cho mình cũng như vậy là. Ừ. Nhưng mà không nó tốt lắm, nó khỏe, đút ra non ra nó khỏe. Bữa anh Phương qua thấy lá này anh Phương giật mình nó cho mình dữ.
Trời ơi, mình trồng bển có mấy cái lá còn dữ nữa. Này, của anh Thiết Mai Tứ Quý nè. Vậy là nói chung ok, đẹp rồi. Nói chung lá sau này nó ra nó nhỏ lại ha, lá nó đầu chật. Thì nó bự, từ từ giật lại chứ không phải nó bự không. Thì cái siêu bông Sài Gòn mình ghép hôm nay được 3 tuần lễ á. Nhưng mà anh Út là chuyên, nó cái này em hỏi thiệt nha, cái này anh Út là chuyên về siêu bông Sài Gòn ở bển anh Phương cũng thời gian lâu dài với anh rồi. Rồi ủa, chú Sáu à? Cũng siêu bông Sài Gòn. Mấy cái này dữ vậy? Lấy bom ghép. Lấy bom ghép. Cái này là... Đừng cái này từ, của khách ta lai lắm. Bây giờ vậy nè ha. Bây giờ trời cũng hơi nắng quá rồi, bây giờ mình vô uống nước một cái. Cái clip sau mình sẽ ra. Ý là anh coi coi cái này từ từ. Rồi. Bây giờ mình tạm rồi. Chào khán giả. Dạ dạ. Rồi vô cho nút dẫn nút uống nước trong vòng một micro cái. Dạ dạ. Đấy. Bây giờ mình tạm kết thúc cái clip này đi. Rồi cũng dài quá rồi. Bây giờ mình qua chuẩn bị uống nước cái rồi qua clip sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu lại tiếp cái cây này ha. Rồi. Trong cái clip sau nữa thì anh Hảo sẽ dẫn cái nút cho và anh chị các bạn tham quan nguyên một cái vàng phôi mới ở đây là toàn tứ quý không có mây vàng nữa ha. Dạ, có. Đó, tầm vàng. Khoảng mấy trăm cây anh Hảo? Chắc cái này chắc 200 cây, trăm mấy 200 cây anh chứ chưa có nhiều. Khoảng trăm mấy 200 cây ha. Dạ. Tứ quý phôi luôn ha. Dạ dạ. Là ở đây là cũng giao lô luôn phải không? Dạ, nguyên có, nhà chậu luôn nè. Rồi, nguyên nhà chậu đẹp ha. Rồi thôi bây giờ mình vô uống nước cái này rồi. Mình ra chơi đi chơi tí mà nấu ơi. Rồi rồi, chào bà con ha. Tính giá vậy em thấy cũng rẻ. Nhiều rẻ. Nhiều cái này nhiều. Cái này là 700 bộ. Ý rồi mình qua clip sau rồi mình mới nói tiếp với Hảo ơi. Rồi qua clip sau nói tiếp nha. Rồi chào khán giả cái này nè. Rồi chào khán giả chào Sài Gòn. Chào.